Phương Viện, bạn thân Thái Thiên Phượng gái hư Hồng Kông đổi đời vì lọt mắt Quách Phú Thành. Phương Viện sinh năm 1987 trong một gia đình không mấy khá giả tại An Huy, Trung Quốc. Cô sớm gia nhập làng giải trí với tư cách một người mẫu ảnh. Tuy nhiên, sau nhiều năm làm việc trong giới thời trang, Phương Viện chỉ được xem là một người mẫu hạng B với những bộ ảnh gợi tình cùng đời tư nhiều tai tiếng. Cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn khi cô lọt vào mắt xanh của thiên vương Hồng Kông Quách Phú Thành vào năm 2015. Sau 2 năm tìm hiểu, Quách Phú Thành bất ngờ thông báo kết hôn với Phương Viện, bất chấp khoảng cách 22 tuổi giữa hai người và những ồn ào quá khứ của vợ. Năm 2017, họ làm đám cưới rình rang và đồng thời đón con gái đầu lòng chào đời không lâu sau đó. Cuộc hôn nhân với một trong những ngôi sao hàng đầu xứ Hương Cảng đã biến cuộc đời của Phương Viện sang một trang mới. Cuộc sống giàu sang và được chồng yêu chiều của Phương Viện. Kể từ khi lập gia đình, Quách Phú Thành chuyên tâm lo cho vợ con, chăm chỉ làm việc và không còn gây xôn xao với những tin đồn tình ái. Anh cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho bà xã như đưa cô đi mua sắm hàng hiệu, thưởng thức những món ăn ngon, đi du lịch tại những địa điểm sang chảnh. Phương Viện cũng nuôi về ở ẩn sau khi kết hôn, tập trung vun vén tổ ấm và sinh hai công chúa vào năm 2017 và 2019. Qua những hình ảnh sang chảnh trên trang cá nhân, người hâm mộ biết Phương Viện đang có cuộc sống vô cùng sung túc, được chồng cung phụng như bà hoàng. Theo Sina, năm 2017 khi Phương Viện chuẩn bị lâm bồn lần đầu, nam ca sĩ đã chi hơn 90.000 nhân dân tệ, hơn 325 triệu đồng để đặt trước phòng sinh con hạng nhất ở bệnh viện ở Hồng Kông cho vợ yên tâm sinh nở. Nhờ danh tiếng của chồng, cô cũng ký hợp đồng chụp hình cho một số tạp chí hay quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội. Nhan sắc của Phương Viện cũng thăng hạng đáng kể nhờ biết lựa chọn trang phục thời thượng thanh lịch và có thời gian chăm chút dáng vóc. Quách Phú Thành không chỉ lo lắng cho vợ con mà còn chi trả nhiều khoản tiền cho gia đình vợ. Theo Sina, anh từng chi 30 triệu đô la Hồng Kông, gần 90 tỷ đồng mua ngôi nhà sang trọng ở Thượng Hải, Trung Quốc để tặng bố mẹ vợ vào năm 2017. Anh cũng chu cấp cho bố mẹ vợ và rất kính trọng gia đình nhà vợ. Năm 2019, khi Phương Viện sinh con thứ hai, Quách Phú Thành đón bố mẹ vợ sang Hồng Kông sinh sống để giúp đỡ vợ anh chăm sóc gia đình. Nam diễn viên làm việc chăm chỉ, từ bỏ mọi cuộc vui để dành thời gian cho vợ con, kiếm tiền nuôi đại gia đình. Theo HK01, trung bình mỗi tháng thiên vương Hồng Kông phải chi hơn 14.000 đô để lo cho cả gia đình. Chia sẻ với Apple Daily, Phương Viện cho biết cô không phải nghĩ ngợi đến tài chính từ khi kết hôn, bởi mọi việc trong gia đình đều do chồng lo liệu. Thỉnh thoảng cô sánh đôi cùng chồng tham dự một số sự kiện. Nhan sắc ngọt ngào và kiêu sa của cô cũng gây chú ý. Thiên vương 56 tuổi bày tỏ, Phương Viện là một người mẹ tuyệt vời, quấy sinh thường cả hai lần và đều chịu nhiều vất vả lẫn đau đớn. Hai con gái rất đáng yêu ngọt ngào, tôi không phải là người có tư tưởng cũ kỹ. Anh cũng cho biết hai vợ chồng không áp lực việc có thêm con. Cuộc sống giàu sang không lo nghĩ của Phương Viện được ví như câu chuyện cổ tích. Trước Phương Viện, Quách Phú Thành từng có mối tình kéo dài gần 8 năm với người đẹp Diệp Vấn, Lâm Đại Hùng. Tuy nhiên, sau thời gian dài bên nhau, Quách Phú Thành và Lâm Đại Hùng chia tay vì người đẹp gốc Thượng Hải không có danh phận, không còn bận tâm tới những thị phi vì luôn có tình yêu của chồng. Năm 2020, Phương Viện dính tin đồn xuất thân từ một lòi sang đại gia và cuộc hôn nhân của cô với Quách Phú Thành là kết quả của việc mai mối. Trước những lời dị nghị dành cho bà xã, Quách Phú Thành lên tiếng phủ nhận và ra sức bênh vực vợ. Theo một nguồn tin, Quách Phú Thành và Phương Viện đã ký một bản hợp đồng tiền hôn nhân trước khi chính thức nên vợ thành chồng vào năm 2017. Theo đó, trong thời gian chung sống, Phương Viện được chồng cho 200.000 đô la Hồng Kông, hơn 584 triệu đồng mỗi tháng để chi dùng cá nhân, kèm theo 1 triệu đô la Hồng Kông phí sinh hoạt chung. Quách Phú Thành cũng phải chu cấp cho bố mẹ vợ 100.000 đô la Hồng Kông một tháng. Sau khi bà xã sinh con, bố mẹ Phương Viện chuyển đến sống gần nhà con gái để tiện chăm sóc. Do đó, Quách Phú Thành bỏ thêm gần 200.000 đô la Hồng Kông mỗi tháng trả tiền thuê nhà cho bố mẹ vợ. Ngoài ra, các khoản tiền cho những món đồ hàng hiệu như túi xách, giày dép, mỹ phẩm tặng vợ, Quách Phú Thành không tính vào sinh hoạt phí. Đổi lại, nếu chia tay, Phương Viện không có phần trong khối tài sản trị giá 2 tỷ đô la Hồng Kông, gần 5.900 tỷ đồng của chồng. Thay vào đó, cô sẽ nhận được một khoản đền bù và có thêm tiền trợ cấp nuôi con hàng tháng. Sinh nhật lần thứ 34 của Phương Viện vào năm ngoái, dù không thể ở bên vợ, Quách Phú Thành vẫn đăng ảnh chụp chung của hai vợ chồng kèm lời khẳng định anh mãi yêu em. Sau khi dính thị phi, Phương Viện cũng hạn chế chia sẻ hình ảnh gia đình trên trang cá nhân và sống kín tiếng hơn. Phương Viện cho biết, trước đây luôn lên tiếng đáp trả khi bị hiểu lầm, nhưng từ khi kết hôn có gia đình và làm mẹ, cô thận trọng hơn trong hành vi và lời nói. Do vậy, người đẹp thường chọn im lặng trước những tin đồn. Phương Viện cũng hưởng lợi từ danh tiếng và các mối quan hệ của chồng. Cụ thể, cô kiếm được rất nhiều từ kinh doanh online và làm gương mặt quảng cáo cho các nhãn hàng. Theo China Times, công việc này giúp cô phần nào chủ động về tài chính, không phụ thuộc hoàn toàn vào người chồng nổi tiếng. Thời gian này, Phương Viện và chồng liên tục bị réo tên vào vụ án cố sư mẫu Thái Thiên Phượng. Được biết, Thái Thiên Phượng là bạn thân của Phương Viện, bà xã của Quách Phú Thành. Họ có nhiều hình chụp chung và đăng tải trên trang cá nhân của hai cô gái. Trên tài khoản Instagram của Thái Thiên Phượng, cô từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh tới nhà Quách Phú Thành tụ tập hay đi du lịch chung cùng Phương Viện. Ngày tin tức về vụ sát hại Thái Thiên Phượng được công bố, Phương Viện đã viết trên trang cá nhân: "Tôi cảm thấy rất đau lòng, tôi vẫn không thể chấp nhận đây là sự thật. Trái tim tôi đau đớn đến mức không thể diễn tả thành lời. Lý do là gì vậy? Cầu mong bạn được yên nghỉ."